Sự kết tinh của đất trời đã tạo nên chuỗi gen khởi nguồn sự sống. Sự kết tinh của những giá trị tinh thần và vật chất, của nhiệt huyết, niềm tin và ý chí đã và đang tạo nên sức sống mạnh mẽ của FLC. Sức sống ấy giúp chúng tôi ghi dấu ấn trên khắp mọi miền bằng những công trình hiện đại, góp phần tạo nên diện mạo mới cho những vùng đất mà chúng tôi đã đặt chân. Nằm trên tuyến đường huyết mạch thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, được mệnh danh là mảnh đất vàng của thủ đô. FLC Complex Phạm Hùng cao 39 tầng, gồm 2 tầng hầm và 37 tầng nổi, bao gồm trung tâm thương mại và căn hộ chung cư có thiết kế đơn giản và sang trọng. Toàn bộ 480 căn hộ của tòa nhà tận dụng được ánh sáng trực tiếp từ thiên nhiên, sự đối lưu của không khí. Tòa nhà được tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế, hạ tầng đồng bộ và an toàn. Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất của quận Hà Đông, FLC Star Tower cao 41 tầng, gồm 4 tầng hầm và 37 tầng nổi, với số căn hộ dự kiến lên đến 235 căn. Các hạng mục bao gồm căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, khối văn phòng cho thuê, khu nhà trẻ. FLC Garden City tiếp giáp trục đường 70, tuyến đường huyết mạch nối các khu đô thị của quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông. Cách trung tâm hội nghị quốc gia và siêu thị Bixi chưa đầy 3 km và cách trục đường Lê Văn Lương kéo dài ở phía Tây Hà Nội 1,5 km. Khu đô thị FLC Garden City được thực hiện hóa từ ước mơ xây dựng một không gian sống kiểu mẫu hoàn hảo với nhiều diện tích hiện đại, hòa cùng không gian thiên nhiên tươi mát và trong lành. Các hạng mục chính của dự án được thiết kế với ý tưởng xuyên suốt là sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Các phân khu được kết nối bằng những thảm cây xanh, bãi cỏ, đường giao thông, tạo tính độc lập cho từng khu nhưng vẫn đảm bảo được sự liên kết. Các hạng mục đầu tư, căn hộ chung cư, số lượng lên tới 1.638 căn chung cư, khu thương mại, văn phòng và 153 căn biệt thự và liền kề. Nằm tại một vị trí độc đáo, nơi giao thoa giữa biển và dòng sông Mã, giáp với khu du lịch biển Sầm Sơn, FLC Sầm Sơn Beach and Golf Resort được xây dựng trở thành một quần thể golf, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bậc nhất của cả nước. Dự án nổi bật với sân golf 18 lỗ dạng linh, khu nghỉ dưỡng 5 sao Fusion Maya Sầm Sơn, khách sạn 4 sao thương hiệu Alacate, khu biệt thự, nhà liền kề FLC Residence, khu dịch vụ cộng đồng, khu khách sạn ven biển, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị quốc tế với sức chứa 1.300 chỗ ngồi, khu giải trí trong nhà, ngoài trời, hệ thống nhà hàng, quán bar, bể bơi 4 mùa. FLC Sầm Sơn Golf Link, trung tâm của quần thể dự án FLC Beach and Golf Resort. Dự án là sự kết hợp giữa nhà thiết kế golf huyền thoại Nick Law Design và đơn vị quản lý xây dựng golf hàng đầu thế giới Flagstick. Với chiều dài 7.200 yard, tính từ các điểm phát bóng, FLC Sầm Sơn Golf Link là sân golf 18 hố tuyệt đẹp dạng link cổ điển. Kết hợp với cách bài trí hết sức độc đáo của các hố golf, trong đó có nhiều kiểu greens khác nhau. Những fairway nhấp nhô cùng không gian ngập gió chắc chắn sẽ kiểm chứng được khả năng của golfer ở mọi góc chơi. Cũng thuộc quần thể dự án FLC Sầm Sơn Beach and Golf Resort và được quản lý bởi tập đoàn danh tiếng Serenity Holding Group, Fusion Maya Sầm Sơn là khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Được thiết kế đơn giản nhưng chăm chút đến từng chi tiết, dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 5 sao từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, spa, biệt thự nghỉ dưỡng dạng bungalow, trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ, nhà đa năng đến các dịch vụ đi kèm. Cùng với Fusion Maya Sầm Sơn, Alacate Hotel là thương hiệu khách sạn 4 sao nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Sầm Sơn. Cùng với bể bơi nước mặn ngoài trời lớn nhất Việt Nam hơn 5.000 m², Fusion Maya Sầm Sơn cung ứng 522 phòng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho khách du lịch đến với Sầm Sơn. Nằm giữa quần thể dự án FLC Sầm Sơn Beach and Golf Resort,
Tại vị trí không thể đẹp hơn, ngay sát sân golf và trải dọc bờ biển Sầm Sơn là khu biệt thự và nhà liền kề FLC Sầm Sơn Residence với thiết kế đa dạng, có diện tích từ 200 đến 500 mét vuông. Các căn biệt thự và nhà liền kề thuộc dự án được phân chia thành nhiều khu nhỏ như biệt thự sân golf, biệt thự ven hồ và biệt thự rừng thông nhằm đảm bảo mỗi căn đều đón được không khí trong lành, tầm nhìn hướng biển và sân golf. Cách quần thể FLC Sầm Sơn Golf Link không xa về phía trung tâm thành phố Thanh Hóa là FLC Complex Thanh Hóa, khu nhà ở cao cấp khép kín được đầu tư quy mô và đồng bộ đầu tiên tại Thanh Hóa. FLC Complex Thanh Hóa bao gồm nhiều loại hình nhà ở chung cư, căn hộ hạng sang, văn phòng hạng A, nhà liền kề. Bên cạnh khối nhà ở thương mại cao 21 tầng là công trình hỗn hợp cao 6 tầng với các hạng mục hạng sang như trung tâm thương mại và giải trí, phòng khám đa khoa quốc tế, trường mầm non, bể bơi 4 mùa, rạp chiếu phim, phòng tập gym, sảnh đón khách sang trọng, dịch vụ sân vườn chất lượng cao. Dự án BT xây dựng chuyển giao khu đô thị hành chính mới tỉnh Khánh Hòa được phân chia thành nhiều giai đoạn với các khu đất đối ứng đều nằm trên những vị trí vàng mặt biển đường Trần Phú thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các khu đất đối ứng dự kiến sẽ hình thành nên những khu đô thị mới, các tổ hợp khách sạn, trong đó có thương hiệu khách sạn 5 sao Marriott, căn hộ cho thuê, chung cư cao cấp. Dự án BT xây dựng chuyển giao khu đô thị hành chính mới tỉnh Khánh Hòa được thiết kế phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến năm 2025, hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn ấn tượng, một hình ảnh mới của thành phố biển Nha Trang. Khu tổ hợp thể thao và giải trí cộng đồng đa chức năng FLC Vĩnh Thịnh Resort là một công trình được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh từ hạ tầng, hệ thống kỹ thuật công trình với mức độ hoàn thiện cao, sử dụng vật liệu và trang thiết bị cao cấp. Dự án bao gồm các công trình như khu nghỉ dưỡng và thể thao giải trí đa chức năng như khách sạn, bungalow, nhà hàng, sân tennis, nhà phụ trợ cho khách sạn, nhà vui chơi giải trí cho trẻ em, nhà truyền thống ba gian, bể bơi và quầy bar ngoài trời, khu vườn tượng, bến thuyền, vườn hoa. Khu công nghiệp Tam Dương 2 nằm cách sân bay quốc tế Nội Bài 10 phút lái xe và nằm cạnh đường Xuyên Á, tuyến đường huyết mạch nối liền các thành phố lớn phía Bắc và các nước trong khu vực. Với vị trí thuận lợi và được đầu tư đồng bộ, khu công nghiệp Tam Dương 2 sẽ trở thành một khu công nghiệp trọng điểm hiện đại nhất khu vực và miền Bắc Việt Nam. Khu công nghiệp Hòn La 2, một trong số ít khu công nghiệp nằm ngay trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu công nghiệp được phát triển theo hướng đa ngành, tập trung vào công nghiệp luyện kim, điện tử, cơ khí, sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp gỗ và các sản phẩm từ gỗ, chế biến nông sản. Sẽ còn thêm những dấu ấn FLC ở khắp các miền đất nước, khẳng định một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và không dừng ở đó. Dấu ấn FLC, sức sống FLC sẽ vươn ra tầm quốc tế.